Nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn sách giáo khoa chẳng khác gì quay lại độc quyền. Thưa quý khán giả xem đài, có ý kiến cho rằng cần có thêm một bộ sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngoài các bộ sách của các đơn vị xã hội hóa vì lo ngại việc sử dụng nhiều bộ sách dẫn đến sự thiếu thống nhất trong dạy và học trên phạm vi cả nước. Cần suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này bởi đây là quan điểm đi ngược lại với sự tiến bộ, phản mục đích của cải cách giáo dục. Và đây cũng là cách làm ăn mòn ngân sách, không khéo lại chỉ phục vụ cho một nhóm lợi ích có liên quan đến sản xuất bộ sách, từ biên soạn đến in ấn, phát hành. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian mới phá bỏ được độc quyền biên soạn và in ấn, phát hành sách giáo khoa, không vì bất cứ lý do gì gây lại cái họa nguy cơ độc quyền. Khi đưa ra chủ trương xã hội hóa giáo dục, phá bỏ độc quyền biên soạn sách giáo khoa, có nghĩa là không để Bộ Giáo dục Đào tạo tham gia biên soạn sách giáo khoa, mà chỉ là nhà trường đưa ra chương trình và làm công việc của các nhà quản lý. Các nhà quản lý ngành giáo dục có tâm và có tầm là biết cách huy động tài nguyên trí tuệ và nguồn lực tài chính của xã hội để sản xuất ra các sản phẩm học thuật chất lượng cao, phục vụ việc dạy và học cho các thế hệ công dân. Không phải đi cạnh tranh với xã hội trong việc làm ra sản phẩm cung cấp cho thị trường. Chính vì thế, khi đã là nhạc trường lại sản xuất một sản phẩm cạnh tranh trên thị trường thì chẳng khác gì là vừa đá bóng vừa thổi còi, không còn bình đẳng, công bằng và khách quan. Thử hỏi, khi Bộ Giáo dục Đào tạo biên soạn và phát hành một bộ sách giáo khoa thì các địa phương, trường học có dám từ chối lựa chọn hay không? Bộ Giáo dục Đào tạo biên soạn ra một bộ sách thì chẳng khác gì tuyên bố với xã hội về sự độc quyền, cho dù thể hiện dưới hình thức nào cũng chỉ là độc quyền mà thôi. Trao đổi với Lao động, cô giáo Lê Dinh, giáo viên ngữ văn tại Hà Nội thẳng thắn. Trên thế giới, các nước phát triển cũng đều áp dụng chủ trương nêu trên. Lợi ích của việc có nhiều bộ sách giáo khoa là chấm dứt tình trạng học tủ, học vẹt, học thuộc lòng như trước kia. Sách giáo khoa hiện nay chỉ là tài liệu tham khảo, không còn là pháp lệnh. Nhờ đó, giáo viên được quyền chủ động tìm tòi, nghiên cứu phương pháp dạy phù hợp nhất với học trò. Trong bài Xã hội hóa sách giáo khoa nhưng tránh lợi ích nhóm, đăng ngày 3 tháng 8, Lao động nêu quan điểm rất rõ. Đổi mới chương trình, xã hội hóa sách giáo khoa là nền tảng để thay đổi cách dạy, cách học, còn được thể hiện ở chỗ, đó là chuyển từ khai thác trí nhớ của người học sang khai thác sự sáng tạo. Đây chính là giá trị lớn nhất của giáo dục, đặc biệt là ở thời đại công nghệ, đòi hỏi một thế hệ công dân toàn cầu đủ năng lực hội nhập quốc tế. Đừng bàn lùi nữa khi cuộc sống đang đi đúng quỹ đạo của nó. Cột điện giữa đường thành bẫy người, chuyện không chỉ ở Thanh Hóa. Quý vị thân mến, vụ tai nạn đâm vào cột điện ở giữa đường khiến một người tử vong ở huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện di chuyển cây cột điện này. Nhưng con số thống kê cho thấy, chỉ riêng ở Thanh Hóa còn trên 3.100 cột điện hiên ngang giữa đường, tạo thành hơn 3.100 cái bẫy, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Cột điện có chân nhưng không biết chạy và việc nó đứng giữa đường chắc chắn là do con người. Điều đáng nói, từ cuối tháng 11 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa đã có văn bản gửi Điện lực Thanh Hóa về di chuyển các cột điện trong giải phóng mặt bằng đến tháng 4 năm 2023. Điện lực Thanh Hóa có văn bản cho rằng chỉ xem xét thỏa thuận giải pháp kỹ thuật của dự án, yêu cầu các vật tư, thiết bị được đưa lên lưới điện phù hợp với các quy định của ngành điện. Số liệu, kết quả tính toán là do chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cung cấp và chịu trách nhiệm về kết quả tính toán của dự án. Điều này có nghĩa là việc để xảy ra sự cố là trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công trong việc chậm di chuyển đường điện và không hề có biển cảnh báo. Luật giao thông đường bộ cũng chỉ rõ, thi công công trình trên đường bộ đang khai thác chỉ được tiến hành khi có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thực hiện theo đúng nội dung của giấy phép và quy định của pháp luật về xây dựng, và đơn vị thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Đơn vị thi công chịu trách nhiệm nhưng không có nghĩa điện lực vô can bởi chưa làm tròn trách nhiệm giám sát và đảm bảo an toàn đối với tài sản hệ thống do mình quản lý. Và chuyện không chỉ có ở Thanh Hóa. Cuối tháng 5 năm 2023, phóng viên đã phản ánh về đường hàng cột điện kém duyên đứng giữa đường ở Quảng Ninh. Cụ thể là ở phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, dân hiến đất mở đường,
Công trình xong từ giữa tháng 12 năm 2022, nhưng nửa năm sau, 9 cột điện trung thế vẫn hiên ngang ở lòng đường. Dù cơ quan chức năng đã gắn lên cột điện một lớp áo phản quang, nhưng theo phản ánh của người dân, cũng đã có những vụ tai nạn do người điều khiển xe máy điện giật mình tự ngã khi đi qua các điểm cua khuất tầm nhìn. May mắn, đều là các vụ nhẹ. Những cột điện giữa đường sẽ đặc biệt nguy hiểm hơn đối với người lạ khi vào khu phố này, nhất là vào các buổi tối. Cần rà soát xử lý tất cả các cột điện đứng giữa đường trên phạm vi toàn quốc, quy trách nhiệm cụ thể. Tính mạng con người là quan trọng nhất, không thể để những cái bẫy tồn tại bởi sự chậm trễ, vô trách nhiệm của cả đơn vị điện lực lẫn đơn vị thi công. Đi ký hợp đồng điện lực, người dân bị lén mở tài khoản ngân hàng. Người dân thị trấn Lao Bảo đến ký lại hợp đồng điện lực thì bị lén lấy thông tin cá nhân để cài đặt ứng dụng ngân hàng số mở tài khoản. Thưa quý vị, ngày 8, 9 tháng 8, người dân thị trấn Lao Bảo đến trụ sở đội quản lý điện lực Lao Bảo thuộc điện lực Khe Xanh, huyện Hướng Hóa, ký lại hợp đồng mua bán điện. Tại quầy thủ tục có các nhân viên điện lực và một số người không mặc đồng phục. Họ yêu cầu người dân xuất trình giấy tờ cá nhân, đưa điện thoại và thao tác. Ngày hôm sau, kiểm tra tin nhắn điện thoại, thấy có tin nhắn mã OTP gửi về, người dân mới biết đã mở ngân hàng tài khoản cách, ứng dụng ngân hàng số thuộc ngân hàng VP Bank dù không có nhu cầu. Lo lắng bị lộ thông tin cá nhân, hàng trăm người dân thị trấn tập trung tại trụ sở đội quản lý điện lực Lao Bảo, khiếu nại việc bị lén lấy thông tin để cài đặt ứng dụng, mở tài khoản ngân hàng. Lãnh đạo điện lực Khe Xanh cho hay, đơn vị chỉ lấy thông tin khách hàng để ký lại hợp đồng mua bán điện do hợp đồng giấy trước đây hết hiệu lực. Trong quá trình triển khai, Bưu điện Hướng Hóa đề nghị cho nhân viên bưu điện tiếp cận người dân để giới thiệu mở tài khoản ngân hàng nhằm chi trả hóa đơn sau này. Ông Phạm Ngọc Tiến, Giám đốc Bưu điện huyện Hướng Hóa thừa nhận, đơn vị phân công nhân viên có mặt ở buổi ký hợp đồng điện lực để mở tài khoản cách. Việc này sai quy trình, nhân viên tự ý lấy thông tin cá nhân và chụp ảnh khách hàng khi chưa được phép. Ông Tiến cam kết thống kê số cá nhân đã mở tài khoản và liên hệ ngân hàng để hủy, sau đó thông báo tới người dân. Trả lời phóng viên, ông Nguyễn Việt Linh, Giám đốc truyền thông ngân hàng số cách by VP Bank cho biết, ngân hàng và đơn vị liên quan đang tổng hợp số khách hàng bị ảnh hưởng, nhắn tin gọi điện tới từng người để xử lý. Cách by VP Bank cam kết cùng các bên rà soát quy trình nghiệp vụ, đảm bảo người dân không có bất cứ thiệt hại nào về tài chính, bảo mật thông tin liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Nếu người dân không đồng ý mở, duy trì tài khoản, chúng tôi lập tức đóng. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.